cận cảnh căn nhà 100 tỷ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Sau khi qua đời, con gái ruột nghệ sĩ Vũ Linh là chị Võ Thị Hồng Loan đã cùng chồng con chuyển về đây sinh sống, tiện lo thờ cúng ba. Có một số thông tin cho rằng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không để lại di chúc, nên theo luật pháp tất cả tài sản con gái ruột cố nghệ sĩ sẽ được quyền thừa kế. Muốn gì thì để ra tòa nói chuyện chứ. Ủa, bây giờ nhà này nhà của con. Con không muốn trai ở là người của con. Ủa, vậy hả? Không, không, mà nhà này đang tranh chấp. Chị đang thua gì kìa, nhà chị thua. Được biết nhà riêng của nghệ sĩ Vũ Linh nằm trên đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Con đường lớn với lộ giới 12m gần ngã tư Phú Nhuận, thuận tiện qua khu vực quận 1 trung tâm thành phố. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy kiến trúc ngôi nhà đã được xây khá lâu. Ngôi nhà 4 tầng gồm 2 căn liền kề thông nhau, một mặt tiền đường lớn 10m ngang và một mặt tiền hẻm. Chính vì vị trí đắc địa nên dù bên ngoài cũ kỹ nhưng giá trị căn nhà lên đến gần 100 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại. Theo nguồn tin từ người trong giới bất động sản, những căn nhà đang được rao bán nằm trong hẻm đã có giá hơn 20 đến 30 tỷ đồng một căn. Nên ngôi nhà rộng lớn của nghệ sĩ Vũ Linh có giá không hề rẻ. Ngôi nhà có 2 căn liền kề, 2 cửa chính, bàn thờ cố nghệ sĩ nằm ở gian bên trái. Những ngày sau tang lễ nhiều khán giả cũng đã ghé nhà thắp hương cho ông. Trong nhà có rất nhiều di ảnh của Vũ Linh từ thời xưa. Nội thất bên trong đơn giản, đủ tiện nghi dùng trong gia đình. Lúc sinh thời nhiều nghệ sĩ cũng ghé qua nhà ông để ăn uống trò chuyện. Phòng ngủ nghệ sĩ Vũ Linh nằm trên tầng 1, chiếc giường rộng ông gắn bó nhiều năm khi lâm bệnh cũng là nơi ông đã nhắm mắt ra đi. Trên tầng thượng bên trong là phòng thờ, bên ngoài sân thượng ông trồng nhiều loại cây ăn trái, cây nào cũng trĩu quả. Lúc sinh thời ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Vũ Linh lui về hậu trường để hỗ trợ cho thế hệ trẻ và nhận đỡ đầu một số nghệ sĩ trẻ như Bình Tinh, Vũ Luân. Sau này, ông đi hát chủ yếu để phục vụ cho công tác từ thiện. Nam nghệ sĩ đã âm thầm xây dựng được 11 mái ấm tình thương, giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên chưa bao giờ ông đánh trống khua chiêng hay công khai chuyện mình làm từ thiện trên báo giới hay mạng xã hội. Hồng Loan, con gái Vũ Linh nói về mẹ ruột. Dân mạng nhận xét con gái Vũ Linh có nét giống nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, sự thật thế nào? Ngày 5 tháng 3 Vũ Linh qua đời. Ngay trong lễ tang của ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh, khán giả bất ngờ khi thấy con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, chị Võ Thị Hồng Loan sinh năm 1987, 37 tuổi lần đầu lộ diện. Chị Loan xác nhận với phóng viên Dân Trí, mình chính là con gái của ông Hoàng Cải Lương. Nhiều năm qua, bà giấu kín thông tin vì muốn tôi có cuộc sống yên ổn. Tôi cũng sống kín tiếng, không theo nghiệp diễn của ba. Chỉ người thân và một số đồng nghiệp thân thiết biết sự xuất hiện của tôi. Tôi đã có gia đình, chủ yếu sống bên nhà chồng ở quận 7. Thỉnh thoảng tôi vẫn tới lui để thăm hỏi và chăm sóc cha. Khi được hỏi về mẹ, chị Loan cho biết chưa bao giờ hỏi thông tin về mẹ ruột vì sợ ba buồn. Nghệ sĩ Bình Tinh tiếp lời, tôi và anh Luân được nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhận làm con nuôi nhưng chúng tôi coi nhau như anh chị em ruột. Vũ Luân là anh hai, tôi là chị ba còn Loan là em út. Theo nghệ sĩ, Võ Thị Hồng Loan có tính cách khép kín, kiệm lời, không giỏi giao tiếp. Có hai điều tôi muốn nói. Thứ nhất, cha tôi có cô con gái độc nhất là Loan chứ không sống như mọi người nghĩ. Thứ hai, chúng tôi gồm con ruột, cháu ruột, con nuôi đều tề tựu tại đây đội khăn tang lo hậu sự cho cha. Chúng tôi thương yêu, đoàn kết và trân trọng mối duyên mà cha gieo cho mỗi người, Bình Tinh nói. Tuy nhiên ngày hôm sau cháu gái Vũ Linh là ca sĩ Hồng Phượng đã đại diện gia đình đính chính thông tin rằng Loan từ khi lọt lòng đã mất mẹ. Mẹ Loan và Vũ Linh không có mối quan hệ gì với nhau. Khi bà nội tức mẹ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đưa Loan về nhà, Vũ Linh đã ẵm Loan đi làm giấy khai sinh, điền tên mình vào ô cha, để trống ô mẹ. Vì vậy, Hồng Loan được xem là con gái hợp pháp duy nhất của Vũ Linh. Nhưng một số khán giả vẫn bán tín bán nghi trước thông tin mâu thuẫn từ phía gia đình. Trong ngày hạ huyệt cố nghệ sĩ, con gái Hồng Loan đã khóc ngất không kìm được xúc động. Dù là con ruột hay con nuôi thì tình cảm chị dành cho người ba vô cùng lớn. Từ đây khán giả nhớ lại nam nghệ sĩ từng vướng nghi vấn có tình cảm với nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm khi đứng chung sân khấu. Theo nghệ sĩ Diệu Hiền, người thầy đáng kính của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh kể lại, anh đã từng đưa nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đến ra mắt mình và bày tỏ mong muốn cưới cô làm vợ. Nghệ sĩ Diệu Hiền khuyên anh nên chậm lại để xem tình cảm phát triển thế nào rồi sẽ về quê nói chuyện với mẹ ruột của anh. Bẵng đi một thời gian, mối tình này tan rã trong âm thầm. Nhiều bình luận của khán giả để lại. Nhìn gương mặt nghe giọng nói có nét của nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm.
Mối tình đầu không thành cơ duyên, con gái Hồng Loan giống rất giống cô Tâm. Nét của chị Loan giống cô Thanh Thanh Tâm quá, chị nói không có hỏi ba về mẹ vì sợ ba buồn. Thì tôi chắc chắn chị là con ruột của chú Linh rồi. Tuy nhiên theo thông tin kênh tin giải trí có được, chị Võ Thị Hồng Loan sinh năm 1987. Thời kỳ đỉnh cao Thanh Thanh Tâm thực sự tỏa sáng và trở thành một hiện tượng khi cô hát cặp cùng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại đoàn Trần Hữu Trang 2 cũng là vào năm 1987. Tuy nhiên trước đó nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm đã kết hôn với con trai của đạo diễn Lưu Chi Lăng năm 1981. Đến năm 1985, cô sinh con gái đầu lòng mang tên Lưu Thị Ca Dao. Đến 1988, Thanh Thanh Tâm và chồng ly hôn. Năm 2000, Thanh Thanh Tâm tái hôn với một người chồng ngoài nghề hát. Như vậy, thông tin con gái Vũ Linh giống nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, mối tình gian dở của ông Hoàng Cải Lương là suy đoán không đúng sự thật. Nói ra mua vé được, nhưng mà mấy ngàn rồi về rồi á, ở dặn một hai đêm mà ảnh đi, rồi qua bên đây, rồi cuộc sống của em nó lại càng chồng chất cái khó khăn, nó không ổn. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm, hai lần hôn nhân tan vỡ, cuộc sống khó khăn khi nuôi hai con ở Mỹ. Thanh Thanh Tâm là con nhà nòi và là nữ nghệ sĩ sáng giá trong giới cải lương. Dù đã rời xa ánh đèn sân khấu nhưng cái tên Thanh Thanh Tâm vẫn được khán giả nhắc nhớ. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm hiếm hoi trải lòng về cuộc sống đầy tuổi thân bên Mỹ. Từng là thần đồng cải lương, bà chấp nhận đi làm phục vụ bàn, trải qua nhiều khó khăn, vất vả khi ở đất khách quê người nuôi hai con ăn học. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm từng là cô đào tài danh trên sân khấu cải lương những năm 90. Nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh năm 1963 tại Sài Gòn, con của nam nghệ sĩ tài danh Nam Hùng và nữ nghệ sĩ huy chương vàng giải Thanh Tâm, Thanh Thanh Hoa. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Thanh Thanh Tâm sớm đã thừa hưởng những tinh hoa cải lương. Tài không đợi tuổi, bà theo chân ba mẹ đi hát từ năm 4 tuổi. Đến 8 tuổi đi đóng phim và được mọi người ưu ái gọi với danh xưng thần đồng cải lương. Năm 1981, cô kết hôn với con trai của đạo diễn Lưu Chi Lăng. Đến năm 1985, cô sinh con gái đầu lòng mang tên Lưu Thị Ca Dao. Khoảng những năm 1988, cô và chồng ly hôn, con gái sống cùng với cô. Năm 2000, cô tái hôn với một người chồng ngoài nghề hát. Sau đó có một con trai tên Kim Tuyền được công nhận quốc tịch Mỹ từ khi sinh ra, vì cha là người Mỹ gốc Việt. Thế nhưng hạnh phúc không kéo dài, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm ly hôn chồng không lâu sau đó, cô một mình nuôi hai con ăn học. Tại Mỹ, Thanh Thanh Tâm làm việc là tiệm nail của nghệ sĩ Ngọc Thủy, con gái nghệ sĩ Thanh Hùng ở Portland. Trong cuộc sống cá nhân, nữ nghệ sĩ cũng trải nhiều thăng trầm với hai lần đò. Khi sống ở xứ người, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm vẫn hay tham gia biểu diễn cùng các đồng nghiệp tại các chương trình lớn nhỏ. Thi thoảng, chị sẽ về Việt Nam tổ chức lại những vở tuồng xưa từng làm nên tên tuổi của mình và luôn mong chờ ngày quay lại với sân khấu. Được biết, thời điểm đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm gác lại tất cả sang Mỹ định cư, làm lại từ đầu. Trước đó, nữ nghệ sĩ đã đi diễn ở Mỹ nhiều lần nhưng chưa từng nghĩ sẽ sang ở luôn. Khi mẹ mất, bà vì đau buồn mà có quyết định rẽ ngang này. 10 năm bên Mỹ, dù đối mặt với nhiều khó khăn, tuổi thân khi ở đất khách quê người nuôi hai con ăn học, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm cũng chưa một lần hối hận hay hổ thẹn với những công việc tay chân bà đã chọn. Tôi cũng xác định qua đây nghề hát là nghề phụ, nhưng cũng nhớ anh em nghệ sĩ nhiều. Vừa qua Mỹ, tôi đi học làm nail mà có nhiều người dữ lắm khiến tôi sợ, được 2 năm thì tôi nghỉ. Rồi tôi đi làm bưng bê, dọn bàn, thu ngân cho một tiệm phở. Được một thời gian, cô quản lý, nhỏ tuổi hơn con gái tôi nạt tôi. Tôi thấy cô ấy không tôn trọng người lớn, khóc quá trời rồi xách túi đi về. Tôi thấy công việc đó không có gì xấu hổ, nó cũng là công sức của mình. Tôi quay trở lại làm nail, chăm sóc da mặt tới bây giờ là 8 năm, dần dần cũng phải chấp nhận theo nghề này. Con mình thấy mẹ lâu lâu về nhà khóc, bảo mẹ đừng đi làm nữa các con lo được mà tôi không ở không được, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Chia sẻ cùng Thúy Nga, bà nhắc lại một thời hoàng kim tại Việt Nam. Những năm 1987, thần đồng cải lương Thanh Thanh Tâm trở thành hiện tượng trong giới cải lương khi diễn cặp ăn ý cùng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cả hai chạm đến trái tim khán giả qua những vở tuồng tái hiện một cặp tình nhân mùi mẫn. Trước thắc mắc của Thúy Nga về chuyện tình yêu của cả hai ngoài đời, nữ nghệ sĩ thẳng thắn khẳng định đó chỉ là tình yêu trên sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm tiết lộ thêm, tình trường ngày còn trẻ chọn người yêu khá khó tính, soi vẻ ngoài chi tiết đến cả móng tay.
Sau nhiều mối tình ngày còn xuân xanh và hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà bây giờ đã khép cửa trái tim chỉ mong cuộc sống quây quần bên con, người thân và công việc. Dù có người làm mai, nữ nghệ sĩ cũng thẳng thừng từ chối chỉ sau một lần gặp. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đã mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, không có ý định mở tiệm nail vì không thích cán đáng gánh nặng khi làm chủ. Bà cũng không tham vọng một live show riêng đánh dấu gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, chỉ mong một live show có đầy đủ anh em nghệ sĩ để thỏa nỗi nhớ nghề, nhớ đồng nghiệp,